ngưng cho tôi. Đang nói trò gì hả? Bây giờ thời buổi này mà ai còn giũa tay nữa, thì em đang giũa bộ. Thôi đi chị ơi, thời buổi này mà còn lạc hậu hơn vợ thằng đậu nữa. Thôi em sợ. Cái gì? Sợ đau hả? Sợ chảy máu. Là mơ mua giùm cái bộ sách tiêm biết xài giùm tôi. Dạ em có mua rồi, nhưng mà em không biết xài. Cái gì? Không biết xài hả? Rồi, vô đây. Chị chỉ cho em xài từng cái một. Vô đây. Đây, sếp Tibet của công ty Journal. Đầu tiên là lấy cái diamond moon tròn như cái balloon, mài sạch hết mấy cái da khô chung quanh, nhất là mấy cái chỗ da chai, rồi sạch vậy nè. Còn cái đầu dũa này có tên là chúng ta không thuộc về nhau, bởi vì nó có tác dụng lấy đi những cái thứ không hợp vệ sinh ở dưới móng. Tục ngữ có câu thương thì ôm ấp khư khư, ta nói cái câu này đúng với cái đầu dũa này dễ sợ. Chỉ cần dũa một hơi là bụng nó ôm sát vô cái móng. Còn cái vụ càng chà càng phê là có thiệt nha. Ý tôi nói là cái đầu dũa này dũa tới đâu là cái mặt móng mịn tới đó nghe. Bớt nghĩ bậy cho đời bớt khổ. Còn cái đầu này thì quá đã, nhìn nó như máy bào đa năng. Cái đầu này có thể bào mỏng những cái chỗ hở trên móng, mà đặc biệt là để cắt ra được cái đường phren sắc sảo. Ghê chưa. Còn cái đầu này tôi hay gọi là bao công xử chảm, vì nó chuyên cắt ngắn và phá bột, mà đặc biệt là giũa bột gần sát móng vẫn không bị nóng tay, bởi vì nó cắt luôn cái ngón tay rồi còn gì mà view. Nó chơi thôi, an toàn lắm. Cuối cùng là máy cán bột đa năng, chỉ cần mặc áo giáp medium cho nó là có thể cán mịn mặt móng và làm treo bám tốt hơn. Rồi bây giờ biết chưa? Wow. Cảm ơn chị, giờ em hiểu rồi. Ngày bữa nay em giũa tay khách, em sẽ lấy cái bộ sách TV em giũa. Ok, khỏi cảm ơn tôi nghe. Có cái đầu giũa rồi, xài cho nó lẹ cho nó khỏe, bỏ cái giũa tay này đi. Ok.